Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, Raven Design, tiếng Ý, Raphael DC Di Rio là một bộ phim khiêu dâm cổ điển năm 1999 của Ý, do đạo diễn huyền thoại Sergio Martino làm đạo diễn. Câu chuyện của bộ phim theo chân Luigi, một người đàn ông tưởng chừng như có tất cả, cho đến khi người em họ trẻ trung và xinh đẹp Sonia của anh ta xuất hiện. Họ nhanh chóng bị thu hút lẫn nhau và sớm bước vào một cuộc tình sai trái. Trước khi Luigi phát hiện ra rằng Sonia bị tâm thần phân liệt và có một quá khứ rất đáng lo ngại. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Victoria Belder, Ron Nomzi, Simona Borioni, Serena Grandi, Barbara Cavallari và Serena Benato. Và sau đây là cốt truyện của bộ phim. Luigi là một người Ý trẻ tuổi đẹp trai và thành đạt, có một công việc khá ổn. Anh ta sống trong một căn hộ đầy đủ tiện nghi, có một vị hôn thê tuyệt đẹp và giàu có, nhưng dường như có điều gì đó làm anh ta cảm thấy không hạnh phúc. Tất cả nhanh chóng thay đổi sau đám tang của một người họ hàng của Luigi, khi một cô gái xinh đẹp xuất hiện trên bậc cửa của anh ta. Lướt qua những bức ảnh là Sonia, em họ của Luigi, người đã không liên lạc với anh ta từ khi còn là một cô gái, bây giờ đã là một người phụ nữ đã phát triển toàn diện. Đôi mắt của Sonia lấp lánh đầy ngưỡng mộ, nhưng cũng toát lên một vẻ tinh quái. Sau đó cô gái trẻ gợi cảm được phép ở lại căn hộ của Luigi, và giữa họ nhanh chóng nảy sinh một mối quan hệ thân mật. Tại đây Sonia bắt đầu những hành động dụ dỗ, trong khi Luigi vẫn dành trọn tình yêu cho vị hôn thê của mình và cố gắng bảo vệ bản thân. Tuy nhiên những cảm giác phiêu lưu mới lạ mà Sonia đem đến, ví dụ như lừa đảo tại một siêu thị hay cướp một cửa hàng trang sức, cùng những cuộc phiêu lưu tình ái táo bạo, đã mang lại sự phấn khích cho cuộc sống của Luigi. Chẳng bao lâu sau điều mong đợi đã xảy ra, Luigi đã hủy bỏ hôn ước đã lên kế hoạch của mình, do đó khiến cha mẹ của bạn gái ban đầu của anh ta rất tức giận và xấu hổ. Sonia đã thuyết phục Luigi rằng không có mối ràng buộc huyết thống nào giữa họ nhờ tội ngoại tình trong lịch sử gia đình. Luigi liên tục đắm chìm trong những thú vui và sự tự do ham chơi mà Sonia cung cấp một cách vui vẻ và khiêu khích. Đối với Luigi, tình dục bây giờ là điều tuyệt vời nhất mà anh ấy từng có. Nhưng anh ấy không biết rằng, nhờ căn bệnh tâm thần của mình, Sonia có thể trở nên cực kỳ ghen tuông và có khả năng bạo lực máu lạnh khi cô ấy bị căng thẳng. Và khi anh ta tiếp tục ngày càng lún sâu vào thói xa đọa, cuộc sống của anh ta bắt đầu trở nên tồi tệ trước khi hoàn toàn sụp đổ, cuối cùng chạm đáy. Anh ta cố gắng kết thúc mọi chuyện với Sonia, chỉ để nhận ra người yêu của anh ta là một con quái vật thực sự. Anh ta sớm bị mắc kẹt trong hiểm họa sinh tử, không thể thoát ra trong tầm mắt. Raven Design không phải là một bộ phim quá hay, nhưng là một gợi ý tốt cho những người hâm mộ dòng phim kinh dị, với trọng tâm là sự khêu gợi và hoang tưởng, tập trung vào khía cạnh tâm lý của nỗi sợ hãi. Người nổi tiếng nhất trong bộ phim này là một vai phụ, Serena Grandi, người mà tôi rất thích xem trong một vài bộ phim của Tinto Brass. Cô ấy vào vai một quý bà, một khách hàng mà Luigi đang cố gắng tiếp cận. Cô ấy cũng đang cố gắng quyến rũ Luigi. Tại thời điểm này, Serena Grandi vẫn rất quyến rũ, nhưng những người hâm mộ cô ấy sẽ không khỏi sốc trước những hình ảnh hiện tại ngày nay của cô. Ron Nami đã cố gắng hết sức với vai diễn được trao và cố gắng khiến chúng ta thích nhân vật của anh ta. Tuy nhiên sự thật là Luigi hiện ra như một anh chàng rất phẳng lặng, một chiều, có sở trường đưa ra quyết định kém. Ban đầu anh ta là một người đang có tất cả những gì mọi người đàn ông đều mơ ước, nhưng anh ta lại cảm thấy không hạnh phúc. Có lẽ sự thành công đến quá nhanh và dễ dãi khiến anh ta cảm thấy chán nản, để rồi cảm thấy hưng phấn khi tham gia vào những trò chơi của Sonia, như trộm cắp tại một siêu thị hay đi cướp một cửa hàng trang sức. Một phần nữa là do anh ta cảm thấy bị lép vế trước vị hôn thê, hay đúng hơn là gia đình tư sản của cô ấy. Khi bộ phim tiến triển, rõ ràng anh ta chỉ đơn giản là một tên ngốc, rơi vào một cái bẫy do chính anh ta xây dựng. Anh ta để mặc cho Sonia điều khiển, để rồi sau đó đánh mất tất cả. Tóm lại, anh ta cũng là một kẻ có đầu óc bẩn thỉu, không đáng nhận được sự thông cảm. Trong vai Sonia, Victoria Belder rất nóng bỏng và hoang dã. Và các khán giả nam sẽ đánh giá rất cao những khoảnh khắc cô ấy để lộ cơ thể.
Nếu có một cảnh nào đó nói lên được giai điệu của bộ phim, thì đó chính là cảnh cao trào. Sau khi bản chất thực sự của cô ấy được tiết lộ, một Sonia loạn trí bắt đầu lột đồ một cách gợi cảm và sử dụng gót giày của mình để tấn công tàn nhẫn Luigi. Hiệu suất của Belder ở đây có rất nhiều thứ đáng lo ngại, kinh hoàng, loạn trí, nhưng cũng rất nhẹ nhàng và gợi tình. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.